Còn đây là câu chuyện của một vị tư lệnh không quân và cũng là tác giả một cuốn sách làm hàng ngàn thanh niên thiếu nữ xin vào quân chủng không quân. Đó là Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, tức Toàn Phong, tác giả Đời Phi Công. Kính thưa quý vị, cơ quan IRCC, Viện Bảo tàng Thuyền nhân và Việt Nam Cộng hòa rất hân hạnh giới thiệu cùng quý vị giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Tuy là một người cao niên có cuộc sống rất bình dị, nhưng giáo sư Nguyễn Xuân Vinh thực sự có cả một cuộc đời nổi danh với nhiều thành tích từ lúc niên thiếu cho đến khi vào quân đội và đặc biệt trong suốt 35 năm làm giáo sư đại học tại Hoa Kỳ. Lúc còn nhỏ, tuy nhà nghèo nhưng hiếu học và có năng khiếu về toán, ông Nguyễn Xuân Vinh đã là một học sinh xuất sắc. Với thiên phú, ông muốn sau này trở thành một nhà toán học. Ngày nay, 65 năm sau, ngôi trường tiểu học Ngô Quyền ông học năm xưa đã phát hành một cuốn ký ức đặc biệt, hãnh diện ghi lại danh sách 90 học trò danh tiếng, từ Nguyễn Văn Linh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cho đến Thế Lữ nhà thơ, Văn Cao nhạc sĩ. Và trong đó, có người học trò thứ 9 được ghi như sau: giáo sư viện sĩ Viện Hàn Lâm Không gian Quốc tế Nguyễn Xuân Vinh, học sinh khóa 1935. Vào tuổi thanh niên, đất nước lâm vào cảnh chiến tranh, con đường toán học mơ ước của ông tưởng như không còn cơ hội nữa. Chiến tranh lan rộng, thanh niên Nguyễn Xuân Vinh cũng phải vào trường võ bị năm 1951. Sau khi ra trường, nhờ giỏi toán, ông được đi Pháp học sĩ quan không quân. Phi công Nguyễn Xuân Vinh nhờ thế vẫn còn cơ hội học hỏi để giải đáp những định đề toán học khi bay lượn trên trời cao: tọa độ, đường bay, gia tốc, tốc độ âm thanh, tốc độ phản lực. Chất toán học trong người càng có dịp thực nghiệm và ông càng say mê với những con số. Nhưng những năm ngắn ngủi trong không quân lại là những năm nhiều kỷ niệm. Nhập ngũ năm 1951, tốt nghiệp sĩ quan không quân French Air Force Academy với bằng kỹ sư không gian vào năm 54. Chỉ 3 năm sau, ông đã có cơ hội lên tham mưu trưởng quân chủng không quân non trẻ của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Đến năm 1958, ông đã trở thành vị tư lệnh không quân trẻ tuổi nhất của quân chủng. Lúc đó ông mới 28 tuổi và mang cấp bậc đại tá. Trách nhiệm của vị tư lệnh trẻ tuổi này là xây dựng một nền móng cho không quân Việt Nam Cộng hòa. Sau này đã trở thành một lực lượng không quân lớn nhất vùng Đông Nam Á. Thank you.
1965, ông giã từ chức vụ tư lệnh không quân và xin du học tại Hoa Kỳ. Trở về với giấc mơ toán học năm xưa, sang Hoa Kỳ học toán và tốt nghiệp tiến sĩ ngành khoa học không gian. Từ đây ông sống với toán, giải toán và dạy toán hàng ngày. Đó là ước mơ đã thành đạt, đó là sự nghiệp và là cuộc đời của ông. Ông trở thành giảng sư, rồi giáo sư đại học, tiếp tục say mê toán, rồi viết sách toán, sách khoa học không gian, đi thuyết trình khắp Nam Châu, trở thành viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Không gian và được Viện Đại học Michigan phong tặng tước hiệu giáo sư danh dự. Nay sau 35 năm giảng dạy trên các giảng đường đại học, về hưu trí, danh tiếng tưởng như đã dừng lại đó. Nhưng không, ông có nhiều học trò thành đạt và quý mến ông. Chính vì vậy, đi đâu ông cũng được chào đón tiếp đãi rất ân cần. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, vào đời sống cao niên, ông vẫn thường sống với nhiều kỷ niệm. Ông vẫn còn nhớ mãi câu chuyện tình ông Hãnh Diện viết trong tác phẩm Đời Phi Công. Nhớ lại 57 năm về trước, ngày đó ông gặp nàng, thiếu nữ 16 quên anh trai 18. Ai phải biết được duyên phận sau này. Người ngoại cuộc nào biết được thiếu nữ tên Phượng của Đời Phi Công chính là bà Nguyễn Xuân Vinh bây giờ. Năm nay ông bà sẽ kỷ niệm 50 năm lễ vàng. Hình ảnh ông vẫn tiếp tục săn sóc bà rất trìu mến là một hình ảnh thật đẹp. Đó là hình ảnh của sự chung thủy. Car le temps de l'amour c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient. Kính thưa quý vị, với nhiều đức tính và biết bao thành tích xuất sắc, ông trở thành một gương mẫu và học trò thường tìm ông xin lời khuyên.